À, hồi tối quý vị ngủ ngon quý vị. À, mình về chùa thấy ấm áp ha. À. Hồi nãy Nhân Đức ở bên phòng lễ Phật bốn chữ, điều bốn chữ xong lễ Phật xong trong lòng mình suy nghĩ mình đến cái cõi này mà mình rất là đủ phước. Sáng cái là mình tán thán A Di Đà Phật, tán thán thế giới Cực Lạc. Cái này có phước lắm đó quý vị, giỡn đâu, nó phải thiện căn dày dữ lắm. Mình mới sáng thức dậy cái là mình tán thán một quốc độ mà mười phương chư Phật đều tán thán. Cái câu Phật hiệu này có một cái công năng mà nó chuyển hóa được cái nghiệp người khác lớn mà khi người ta nghe được luôn. Giống như câu chuyện mà Đức đã từng kể, cái vị này sáng nào 12 giờ khuya là ông thức dậy, ông gõ mõ niệm Phật. Còn một cái ông kế bên đó là làm nghề đồ tể, cũng nghe cái tiếng gõ mõ đó ông thức dậy đi làm heo. Cứ ngày qua ngày cứ như vậy, chuyện người nào người đó làm, không nên đụng chạm nhau. Tại vì nếu mà ông làm heo mà ông còn ghét người ta niệm Phật thì tội ông kinh lắm đó. Giống như mình không niệm Phật mà mình còn không thích người ta niệm Phật nữa, cái tội này nặng lớn dữ lắm chứ không giỡn đâu nghe. Thì ông cứ nghe cái tiếng chuông rồi ông thức dậy, ông đi làm heo. Còn cái ông này thì thức dậy niệm Phật, cứ làm gì ngày qua ngày cứ vậy mà làm. Rồi một ngày nọ tự nhiên cái ông đồ tể này ông bừng tỉnh lên, bừng tỉnh lên, ông nói bao nhiêu nghề không làm mà làm nghề làm heo, nghề sát sanh, làm nghề tạo nghiệp. Người ta thì sáng thức dậy đi niệm Phật thiện tâm, còn mình thì đổi ngược lại đi làm ác. Tại sao có người mình như vậy? Rồi khi cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, mình cầm cái gì theo được mà toàn đi tạo nghiệp không à. Tự nhiên ông thông suốt cái tâm của ông, ông nói từ hôm nay nghỉ làm heo. Bà vợ mới hỏi nghỉ làm heo làm gì, ông nói đi niệm Phật được không. Thấy chưa? Nên kế nhà mình có chùa niệm Phật, kế nhà mình có nhà niệm Phật là cái nhà đó cũng có phước lan can, phước lớn lắm ha. Mình mỗi ngày niệm Phật dù là họ có trách mình họ không thích, nhưng mà lạ thay quý vị, khi họ không thích mình bắt nhỏ họ cũng nghe nữa. Giống như bây giờ ai mà nói mình là mình lắng tai nghe ghê lắm. Ai nói xấu mình là mình qua bức tường mình cũng đưa cái lỗ tai vô mình nghe coi nó nói cái gì. Mình giống mình dùng hết công lực của thiên nhĩ để mà mình nghe coi nó nói gì mình. Ghê không? Nhưng mà khi niệm Phật mà họ không thích, quý vị, họ lắng tai họ nghe cái bữa nay nó có niệm Phật không? Mà trong khi không thích nhưng mà lắng tai nghe coi sáng nay có niệm Phật không. À, rồi bắt đầu nghe rồi bắt đầu nói này nói kia. Nhưng mà thử hai ngày không niệm thì hỏi ủa sao hai ngày nay bộ chị bệnh hay sao chị không niệm Phật. Lạ chưa? Nên mình nói rằng trong câu Phật hiệu nó có diệu pháp âm. Có người ác cỡ nào ác mà họ nghe giết là họ chuyển cái tâm. Tự nhiên nghe giết tự nhiên nó thích thù nào không hay nữa, mà không biết mình thích. Tại vì sao?
Tại vì cứ nghĩ rằng là câu Phật hiệu là mình không có niệm. Nhưng mà nghe khi người ta ngưng niệm là hỏi là tại sao không niệm, là thích rồi đó quý vị, thích rồi đó. Bây giờ nhiều người ngồi trong đây, quý vị để ý nè, chính gia đình của mình đó, quý vị khi niệm Phật lễ Phật bắt lớn một chút là nhà mình, quý vị chồng con nó không chịu. Nhưng mà quý vị thử nghĩ hai ngày đi, nói ủa sao hai ngày nay bà bị gì mà không thấy mà niệm Phật đó, thấy chưa? Là quý vị nhìn qua, quý vị làm gì nè, dính rồi đó. Thấy không? Nên quý vị thấy cái công năng niệm Phật mà tổ sư nói là niệm Phật là thù thắng nhất. Tại vì sao? Vì người niệm được thù thắng, mà người không niệm nghe cũng được thù thắng nữa. Vậy thì quý vị coi, sáng mình mở mắt thức dậy thôi là mình niệm Phật rồi, rồi mình tán thán thế giới cực lạc. Niệm Phật là tán thán thế giới cực lạc, nhớ nghe, niệm Phật là đang tán thán thế giới cực lạc đó. Mà có cái công đức nào bằng cái công đức tán thán thế giới cực lạc? Quý vị biết rằng hôm qua cả ngày niệm Phật nghe pháp, rồi tối về đây đông đúc ngủ nghe, có khi hơi khó hơn ở nhà mình chút, không biết khó không nha. Không à, ngủ ngon lắm à. Từ nơi đó mà thức dậy cái là nguyên một nhóm ngồi thiệt là đông, bắt đầu là mình tiếp tục tán thán A Di Đà Phật, tán thán thế giới cực lạc. Quý vị coi, trong cái cõi đời này bao nhiêu con người sống trong quả địa cầu này mà được bao nhiêu người, sáng cái là mình tán thán A Di Đà Phật. Bao nhiêu con người ta thức dậy cái là ta nghĩ một ngày mới này mình phải làm cái gì để kiếm tiền, hoặc là đầu tiên tiền đâu, thấy không? Tại vì sáng con đi học, mẹ ơi tiền, rồi chi tiền này tiền kia của một ngày, rồi chiều mới tập trung lại coi có thu nhập không. Tại vì sáng là ra tiền, chiều chồng vợ có đem tiền về thu nhập không? Nếu mà ngày nay không thu nhập gì có khi tức. Cả ngày nay tiền ra cũng không vô một cách nữa, cứ cái đà này giết đói chết, sân si chữ sùm, đúng không? Tại vì sáng họ không có biết niệm Phật, nên cái tâm tư của mình tiền không, mà cái tâm nó nặng vào chỗ nào, chỉ có nặng ai với Đà Phật là phước nó lớn thôi quý vị. Tại vì câu Phật hiệu có bổn nguyện, cái bổn nguyện thù thắng, nên mình niệm sanh cái phước tự tánh. Nhớ nè, thí dụ như một người này họ còn trẻ, họ gặp Phật pháp, họ nghĩ rằng mình còn trẻ quá, mình phải có gia đình, mình có cầu sanh cực lạc, mình cầu có chồng hay mình cầu có vợ, mà vợ chồng phải cho ngon. Ví dụ như chồng thì phải đẹp trai, cao, đừng có hô, mà phải giàu, có trình độ. Nghĩa là cái sự mong mỏi của mình nó viên mãn cho lắm, phải không? Chứ giờ mà nói cầu sanh cực lạc gì còn trẻ quá. Nhưng những Đức khuyên tất cả người trẻ hãy phát nguyện cầu sanh cực lạc đi. Nó đầy đủ hai mặt luôn, nó đầy đủ hai mặt. Thí dụ như ngoài đời đi, mà mình niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mình cũng được luôn cái nguyện là bất cứ lúc nào thọ mạng đến với mình, mình cũng được thành tựu cái việc giải thoát. Còn có chồng
thì duyên đến nó cũng trồng tốt, ngon lành. Chồng cũng ngon mà cũng được giảng sanh, hai mặt luôn, nó được hết trơn. Hoặc vợ cũng được, mà con đường giảng sanh cũng được, nó hai mặt luôn quý vị. Nhưng mà cái cầu sanh cực lạc thì nó rất thù thắng. Còn không cầu sanh cực lạc thì nó chỉ là cái phước hữu lậu của thế gian, mà cái phước thế gian thì nó rất có giới hạn. Còn nếu nó hướng đến cái công đức sức thế gian thì nó có cái phước đầy đủ, rất là viên mãn. Nhớ cái chỗ này mà mình nghe mình hiểu rồi là tự nhiên mình cầu sanh cực lạc liền, 100% mình cầu sanh cực lạc. Nên quý vị biết rằng cái phước mình rất là lớn, là sáng thức dậy là bắt đầu là bật cái điệu tu lên liền ở gia đình. Trong cái quả địa cầu này quý vị là thù thắng lắm rồi đó. Ít có ai được như mình đâu, ít có ai được như mình lắm quý vị à. Đây là cái thiện duyên của nhiều đời nhiều kiếp, đặc biệt dữ lắm. Rồi bây giờ mình đi về chùa mình nghe được đạo gì, quý vị giới thiệu cho những người hữu duyên. Rất là nhiều người đến gặp những đức, họ nói một câu nè: thầy thầy, con là được cái chỉ này chỉ nè thầy, con nghe pháp cũng nhiều người lắm thầy, chỉ con chỉ nói bấm thầy thích những đức nghe. Ông nói vừa giảng vui, bà kia nói thầy kia cũng giảng vui, mà tôi nói cho bà nghe nè, ông thầy này cũng giảng vui nhưng mà lại có pháp tu. Thì ai giảng cũng có cái vui, nhưng mà ông thầy này giảng vui có pháp tu, ông chỉ mình tu và ông còn nói cái chuyện giải thoát mà mình làm được. Đó là Phật tử ta nói rõ ràng đó. Rất là nhiều cô gặp những đức nói rằng là chỉ được như vậy bấm vô. Như mấy bữa nay có một số người gặp nói: con nghe pháp thầy mới 2 tuần thôi là được người ta chỉ á. Con nghe pháp rất là nhiều người thầy, mà cái mùa dịch đó thầy, con không giải quyết được vấn đề chứ, tại vì đứng lên chân luôn, cũng nghỉ giảng luôn, con không nghe được luôn, mà mỗi ngày chỉ là trao đảo văn tự. Họ cũng hiểu điều đó nhưng họ chưa đủ duyên. Tự nhiên được chỉ một cái, nói, ông thầy này giảng cũng vui nhưng mà đặc biệt là có cái pháp tu. Chỉ người ta vậy đó quý vị, để cho người ta lợi ích. Bây giờ những buổi chia sẻ của mình là những cái trang lập lên nhiều lắm, cứ thuyết pháp thầy thích những đức hoặc thầy thích những đức là người ta lập cái trang vậy thì nó phát triển mau, là tại vì người ta biết mình nên ta lập cái trang vậy thì người ta thấy ông thầy đức giảng pháp này vô cái coi, có nghĩa là cái trang nó mau phát triển quý vị, trang nó mau phát triển. Thì cứ như vậy bắt đầu là người ta phát triển. Mỗi ngày người ta lấy những buổi chia sẻ của mình, người ta up lên cái trang của người ta, rồi giới thiệu cho bạn bè, gặp người hữu duyên chỉ người ta được nghe. Quý vị biết rằng mình đem bọc pháp mình giới thiệu người ta 1 tiếng thôi thì cái phước mình lớn dữ lắm, phước rất là lớn. Nên mỗi một con người mình khi hiểu nguyên lý này rồi quý vị, thì tức khắc mình vừa thích niệm Phật, vừa thích đem bọc pháp giới thiệu. Sáng nào thức dậy cái bắt đầu là cứ ai với đạo Phật hoặc Nam Mô với đạo Phật, cứ lay rai như vậy. Mà những ngày tháng mình sống quá ý nghĩa. Vì sao? Vì mình cùng với 10 phương chư Phật để tán thán cổ nguyện Di Đà mà. Nên nguyện thứ 17 nè: nguyện được chư Phật xưng tán. Khi con thành Phật, nghe câu này mới mê nữa. Thấy không? Bây giờ mục tiêu chúng ta niệm Phật để làm Phật, đúng không quý vị? Mục tiêu mình niệm Phật để làm Phật. Mà vì sao phải làm Phật? Vì sao phải làm Phật? Một là làm Phật mình sẽ hiểu rõ tất cả hết vũ trụ nhân sinh từ vô lượng kiếp chúng ta như thế nào. Và chúng ta làm Phật là chúng ta mới có khả năng giúp tất cả chúng sanh mà mình không bị thối chuyển. Thêm một cái điều vô cùng quan trọng cho bản thân mình là mình về cực lạc làm Phật, mình mới chấm dứt khổ đạo.
Vì sao người tu hành, người đại tu hành họ không khổ? Vì đại tu hành không mê trong nhân quả. Mình làm Phật, mình về cực lạc, mình thường nguyện mình trở lại độ sanh. Mình gặp sự cố gì trong cái cõi trần gian này, nhưng quý vị sẽ không bao giờ khổ. Vì sao? Vì quý vị không mê trong nhân quả. Là nhân quả bị tạo sao sao. Bây giờ quý vị gặp gì? Bây giờ quý vị biết được rằng là mình gieo nhân gặt quả mà trách ai? Nên người đại tu hành không mê trong nhân quả. Còn mình nè là mê trong nhân quả nè quý vị. Mê trong nhân quả nè. Là mình chỉ cần ai khen mình là mình mừng lắm. Mà ai chê mình là mình bực mình khó chịu. Thấy không? Cái phàm phu mình là nó như vậy đó. Giàu thì thích, mà nghèo thì ai mà thích. Tiền ai mà không ham, danh ai mà không ham. Biết rằng nói hoài nó là vô thường, nhưng vô vô kỵ mồ nó, mà vô tôi là được. Hiểu không? Vô thường thì kể vô thường, miễn tiền bạc danh tiếng vô tôi là được rồi. Đúng không? Phàm phu mình mà. Thật sự đi, mình hãy rõ ràng đi. Phan nói cái gì? Bu xả gì? Chưa nhìn thấu sao bu xả? Nó, con người ta có thể vì vàng bạc ta giết nhau, vì danh ta giết nhau, đụng chạm đến sự nghiệp người ta giết nhau, đúng không? Tại vì sao? Vì người ta bị mê trong nhân quả. Còn mình sống vui vẻ tự tại là vì sao? Vì mình hiểu trong nhân quả. Không mê trong nhân quả là hiểu, đúng không? Tại sao quý vị về đây bị tu mà quý vị về bị thoải mái lắm? Vì mỗi ngày bị ăn pháp nhiều quá. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế một ngày thuyết pháp 6 thờ. Còn thế giới cực lạc thì phô diễn pháp âm giờ giờ khắc khắc. Ở thế giới cực lạc quý vị ngồi nhìn vào cây báo thôi, quý vị đã thấy mười phương chư Phật đang thuyết pháp trong cây báo. Cái cây mà giống như cái tivi, bự tivi nhiều, nhìn Phật thuyết pháp cả đại chúng ngồi đầy dãy. Mình ở tại chỗ thế giới cực lạc mình cũng được coi mười phương chư Phật đang thuyết pháp. Nếu như muốn hộ trì chút ở thế giới cực lạc, ta nhìn vào cây báo cũng thấy mình đang ngồi đây thuyết pháp. Đó là hộ trì cho mình đó quý vị. Mà cái pháp môn này là được mười phương chư Phật tán tán. Nên cái nguyện này nè, khi con thành Phật nữa, khi con thành Phật, nhắc hoài phải làm Phật. Vô lượng vô số chư Phật mười phương, nếu không khen ngợi danh hiệu. Danh hiệu là A Di Đà Phật á. Công đức, công đức của A Di Đà Phật cùng những tốt đẹp ở cõi nước con không thành Phật. Không? Mười phương chư Phật là một vị Phật nào cũng tán thán về bổn nguyện Di Đà và công đức của Di Đà. Như Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài tán thán bổn nguyện Di Đà, khuyên cái quốc độ Ta Bà nên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Rồi xong ngài gọi Di Lặc Bồ Tát đến. Này Di Lặc Bồ Tát, khi ông đến cõi Ta Bà này làm Phật, ông hãy tiếp tục phô diễn tịnh độ. Rõ ràng từ trong kinh mà. Di Lặc Bồ Tát hứa khả rằng không phải là một lần đến đây làm Phật phô diễn tịnh độ, mà bất cứ sanh đến quốc độ nào cũng phô diễn tịnh độ. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật, rồi đến Di Lặc Bồ Tát đến cõi đời này làm Phật. Mà nhiều người bây giờ người ta tu, người ta chờ cái hội Long Hoa của Di Lặc Bồ Tát đó. Mình bây giờ thì bây giờ mình niệm Phật đi, mình về cực lạc đi,
Rồi mình thừa nguyện mình đi xuống với cái hội Long Hoa. Lúc đó quý vị là những bậc thượng thủ á. À, quý vị coi Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc mà đi đến đâu thì uy tín dữ lắm, đâu phải tầm thường. Di Lặc Bồ Tát ngày đến cõi đời này làm Phật, mà những người ở thế giới Cực Lạc xuống để cùng với ngài độ sanh, hỗ trợ ngài, thì chắc chắn quý vị cũng như là những bậc thượng thủ thời của Đức Phật còn tại thế, cũng như là những bậc Ca Diếp, A Nan, Mục Kiền Liên. Tại vì sao? Vì cái thần thông đạo lực của quý vị ở thế giới Cực Lạc đâu có kém, quá lớn lao. Nên đến cái cõi Ta Bà để cùng với Di Lặc Bồ Tát độ sanh thì phải là bậc thượng thủ. Quý vị nhớ nè, cái người ở thế giới Cực Lạc đa phần đều là người thuyết pháp hay, đa phần là người siêng năng niệm Phật, tin tưởng bổn nguyện, họ rất là hay thuyết pháp. Tại sao? Tại vì họ đã ở thế giới Cực Lạc, mà quốc độ Cực Lạc là quốc độ phô diện pháp âm. Vậy thì họ đã diệt Cực Lạc là họ dính bổn nguyện Di Đà rồi, thì họ là người phải có trí tuệ, họ là người bình tĩnh, họ là người vui vẻ, họ là người thuyết pháp hay trong mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ. Vậy thì khi sanh đến cái cõi nào, quốc độ nào để cùng với chư Phật độ sanh, hoặc là họ có khả năng đi đến quốc độ không có Phật, họ làm Phật ở quốc độ đó để độ chúng sanh quốc độ đó luôn. Nghĩ đi, cỡ nào chưa? Bởi vì mình nói rằng là cái phước báo mà sáng mở mắt ra một cái là bắt đầu tán thán bổn nguyện Di Đà, đúng là quá thù thắng, không thể nào mà bàn nổi. Thì coi cái công đức niệm Phật này lớn dữ lắm. Vì biết rằng một ngôi chùa nào mà niệm Phật, ngôi chùa nào mà giảng tịnh độ là ngôi chùa đó thịnh nè, 100% là thịnh liền. À, còn cái nhà nào mà vợ chồng con mà niệm Phật là cái nhà đó an vui à, nó thịnh từ cái đạo đức, thịnh từ cái đạo đức. Cái người nào mà hương linh nhập này kia đồ, mà người đó mà chân thật mà nghe được bổn nguyện Di Đà mà tín niệm, là hương linh sẽ không bao giờ nhập người đó nữa, không bao giờ nhập đâu. Cái người mà niệm Phật mà bị hương linh nhập là người này tín nguyện không kiên cố mới bị nhập, 100% với vị. Họ niệm Phật mà tâm của họ nó lừng chừng, tâm của họ nó không có đặt vào câu Phật hiệu tròn vẹn cái tâm, nên hương linh mới giảm dựa. Quý vị biết rằng hương linh ấy, là người ta lờ mờ, thì tâm quý vị phải lờ mờ nó mới cảm được hương linh, hương linh mới nhẩm dựa. Nên cái người mà nói niệm Phật mà hương linh nhẩm dựa, người này không làm, không có phải đâu. Người này phải kiên cố cái tâm lên, nó mạnh cái tâm lên, nó giật dậy mình phải mạnh lên, mình phải biết mình rõ ràng, ai mà nhập được mình. Thí dụ như giờ những đứa đang ngồi đang gì, những đứa đang biết, những đứa rõ ràng mọi mặt hết trơn. Bây giờ hương linh người ta có đến gần mình nhìn thấy, người ta nhào vô mình nói không được, tôi không thích gì, ai nhập. Mình nói vừa nói một câu vậy là người ta chạy mắt dép rồi sao nhập. Nhưng mà mình giống như lục bình trôi sông, mình thì người ta lúc đó vậy người ta mới xen vào, người ta nhập liền. Tại vì tâm thức của mình nó lẫn cợn cái tâm trí, nó không có rõ ràng, giống như trắng qua trắng, xanh qua xanh, đen qua đen, đỏ qua đỏ, nó không có ra cái gì chứ, thì người ta mới dẫm dựa vào được. Còn nếu như mình trắng là ra trắng, đen là ra đen, thì ai nhập được mình? Không có ai nhập được mình chứ, quý vị mới nhớ nguyên lý này, nghe không? Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thì cũng nói rằng người niệm Phật mà hương linh cứ nhập ra nhập vô là không đúng. Tại vì sao?
thiện pháp, còn buông xuống không chi là ác pháp. Nên từ nơi đó mà cũng có những cái thể hiện nhưng ít lắm, để cho nhân sinh ở cõi ta bà biết có cảnh giới địa ngục khổ đau. Nên ta dẫn dựa vào, ta nêu những sự khổ đau đó để cảnh tỉnh người đời, cũng có nhưng mà cực kỳ ít, không có nhiều. Còn nếu như dẫn dựa thầu lao bác xế, không có gì ra gì chứ, thì đây là do tâm thức của mình không có mạnh mẽ. Tuy niệm Phật nhưng không có phát tín nguyện kiên cố. Mình không có phát tín nguyện kiên cố, mình niệm chết chơi vậy đó, mình không có phát tâm cầu sanh cực lạc. Nếu như cái người mà tín nguyện kiên cố niệm Phật cầu sanh cực lạc, hương linh không có nhập. Sao mà nhập được? Bây giờ bị kêu hương linh nhập những đức có được không? Đúng không? Sao mà được? Nên từ nơi đó cái người mà hương linh cứ nhập ra nhập vào, cứ tín nguyện niệm Phật đi, cứ thật thà niệm Phật lễ Phật, nhưng đừng dùng ý căn để nghe có Phật hiệu hoặc tĩnh tâm, đừng có dùng cách đó. Tại vì sao? Cách đó là tốt nhưng mình chưa đủ khả năng để dùng được. Hãy dùng trì danh đó, đi đứng nằm ngồi biết mình đang niệm Phật. Miệng niệm tai nghe được nhiều nghe, còn niệm lâu ngày tự nghe vậy thì chất lượng. Còn nếu dùng ý căn, thường cứ không dùng miệng niệm mà dùng ý căn, là dùng lỗ tai nghe để từng câu Phật hiệu mà mình được thanh tịnh tâm. Người niệm Phật này nếu chưa đủ cái khả năng thì quý vị rất dễ nó căng thẳng thần kinh. Mà căng thần kinh khi nó căng thẳng thì bắt đầu là nó yếu lại cái tâm thức. Mà khi lúc đó gọi là nghiệp từ tâm thức a lại gia thức nó tràn ra, lúc đó nó giảm dựa ngược lại. Nhớ quý vị đấy, vì sao có nhiều người tu hành dũng mãnh tinh tấn, quý vị nhìn họ siêng tu mà họ lại ba trợn, là do họ dùng ý căn. Nếu nói cái câu dũng mãnh thì không phải dành cho người đó. Người dũng mãnh là người mạnh mẽ trong mọi sự khổ đau trong cuộc đời, họ không có bị đè dẹp, họ té đâu đứng đó, họ không có bị người ta dập dùi họ phải nằm phẹp tại chỗ, họ luôn luôn là người mạnh mẽ. Nên gọi là dũng, dũng là mạnh mẽ. Còn tấn, tấn là sự tu hành an lạc, tâm tư của họ nhẹ nhàng đối với việc thiện ác. Thiện không dính mắt, ác không buồn phiền. Nên cái tâm tu của họ niệm niệm chỉ có cầu sanh cực lạc, nên gọi là tăng. Hiểu chưa? Chứ không phải là người dũng mãnh tinh tấn này là người mà gọi là ngồi đó niệm Phật hoài, hoặc là lễ Phật nhiều, hoặc là đóng cửa nhập thất. Chưa chắc, chưa chắc dùng cái câu dũng mãnh tinh tấn với người này đâu. Người này chỉ là người siêng mà chưa chắc có đường hướng. Hiểu chưa? Siêng mà chưa chắc có đường hướng. Tại vì họ không có đường hướng nên họ bỏ cuộc. Họ tu thời gian họ bỏ đó. Nếu như quý vị đã có đường hướng rõ ràng là con gầy dựng tín nguyện con niệm Phật tới cùng, như vậy thì đường hướng rõ ràng rồi. Mà đường hướng đã rõ ràng rồi thì quý vị tu sao quý vị bỏ cuộc. Đây mới gọi là dũng mãnh tinh tấn. Mười năm, hai chục năm người ta dẫn tiến tu, người ta không có một chút gì dao động, mà càng tu tịnh độ người ta càng đi sâu vào tịnh độ. Chứ không phải là càng tu mà càng mở ra. Có nhiều người ta tu tịnh độ, người ta tu 5 năm, 10 năm người ta lại mở ra tùm lum. Thêm cái gì, thêm cái gì, thêm cái này, cái gì. Đây đâu phải dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh tinh tấn là chỉ có một con đường. Sống chết chỉ có một con đường. Chỉ có niệm Phật, chỉ có nguyện sanh cực lạc. Dù là khổ đau cỡ nào, con cũng không có cầu nguyện khác. Con tin Phật, con tin sự gia trì của Phật, con tin công đức của Phật, con tin rằng con niệm Phật con có khổ đâu. Dù có khổ hiện tại, đây cũng là cách mà Phật giúp cho con để tiêu trừ nghiệp chướng. Hiểu không? Tiêu trừ nghiệp chướng, lòng tin Phật phải tin như vậy đó. Tin đến mức cực điểm, tin đến mức mà gọi là những đức nói rằng tan nhà mất mạng cũng tin, thì tức khắc thay đổi số mệnh luôn, chuyển nghiệp luôn. À, phải tin như vậy. Mình đã có Phật trong tâm, mình sợ cái gì? Đây không phải là đức tin mù quáng đâu quý vị. Đức tin rất là chánh tín, vừa tin vào bổ nguyện của Phật,
mà lại vừa đối nhân xử thế trong cuộc đời phong phú, tự tại, sống một cuộc đời không bị tiêu cực vì tu hành. Nhiều người tu hành lại đi vào tiêu cực, đó là tôi phải khổ làm sao, tôi phải nghỉ ăn gì, rồi tôi không còn muốn dọn dẹp bản thân, rồi tôi phải ở dơ bao nhiêu ngày, rồi tôi không có cười, khỏi đời này khổ quá mà cười chi. Vị coi á, người ta nghĩ Phật pháp là buông xả là xả vậy đó quý vị, buông xả là vậy đó. Rồi tôi phải bỏ chồng, tôi phải bỏ vợ, tôi phải xa gia đình sau đó. Cái này là mỗi người nó có cái duyên khác nhau, Phật pháp đặt để phù hợp. Còn nhân duyên của mình sao thì mình phát triển trong nhân duyên đó. Cái người niệm Phật dũng mãnh tinh tấn là nguyên lý này hoàn toàn phải hiểu. Không phải là một ngày niệm có Phật hiểu bao nhiêu đâu, nhưng mà mình phải đặt để mình niệm bấm số là vì sao? Vì phàm phu dễ vọng tâm, nên dùng danh hiệu Phật để duy trì, nhưng không dùng ý căn mà dùng trì danh niệm Phật, nó bình yên hơn. Mình niệm Phật mà thần kinh mình không có căng thẳng, vì thấy những đức cả ngày thuyết pháp có căng thẳng đâu. Trời ơi, cái việc này không đơn giản đâu quý vị. Một ngày mà 4 thờ quý vị nghĩ soạn bài mà chết chứ đừng nói chuyện dẫn chơi, lên thiết cái gì đây. Nhưng mà quý vị thấy mỗi một buổi chia sẻ của những đức tuy là chỉ có Phật hiệu, nhưng quý vị thấy mỗi cái nó đều có cái khác hết, quý vị thấy không? Quý vị coi trong tự tánh hiện lộ làm sao không khác, tự tánh đầy đủ viên mãn vì sao không khác, đâu phải là lập trình cái chuyện ghi ra một cái bài để đọc đâu mà giống. Ghi ra một cái bài đọc là cái của mình, còn bây giờ tự nhiên sanh ra như vậy là Phật gia hộ, nên bản thân của chúng ta phải hiểu điều này chứ. Nên cái pháp tu này nè là cái pháp tu mà mười phương chư Phật tán tán. Và về cực lạc khi con thành Phật thì cũng được mười phương chư Phật tán tán. Cái bộ nguyện Di Đà tán tán con người đang niệm Phật ngồi đây luôn. Quý vị biết rằng á, chính bản thân chúng ta nghe pháp mình thấy an lạc này, thì quán thân trái chủ chúng ta đều an lạc hết. Quý vị đang ngồi đây mà không mắc vị sinh, không đau bụng để đi cầu, không nhức đầu để gục ngã, mà tâm trí còn đang tỉnh táo nghe được, thì vị biết á, thì biết là quan gia trái chủ người ta cũng đang ngồi nghe, biết không? Cái ngày nay đọc về bổ nguyện của Di Đà thì tức khắc có sự gia trì của chư Phật và thằng hộ pháp. Thì ai bước vào cái pháp hội nghe pháp đó đều phải ngồi nghiêm túc nghe, ý nói quan gia hương linh đều phải ngồi rõ ràng hết chứ, nên quý vị mới yên được vậy đó. Chứ nếu không nó làm loạn lên, nhiều người trong đây đang nghe pháp gì tào lao sao mà nó khiến mình phải đau bụng phải chạy đi, khiến mình cái này kia phải chạy đi, khiến mình không ngồi nghe pháp được, phải đi. Thấy chưa? Nó thấy chưa? Đơn giản à. Nó. Nên mỗi một người mình thấy rõ chưa? Ngồi yên được là mừng lắm rồi. Đúng không? Rồi nguyên một cái thời gian đi đến chùa tu mấy ngày mà nó không bị chọt bụng tiêu chảy gì hết. Chứ nếu không vậy sao nghe pháp, làm cho mình bị kiệt quệ luôn. Trong khi gì chùa đồ ăn, đồ uống, đồ nấu, đồ này kia rất nhiều, đúng không? Đó, vậy mà bình thường khỏe mạnh 3-4 ngày lễ dưới Quan Âm mà không có gì. Vì coi phải sự gia trì của Phật Bồ Tát không? Phải không? Đó. Rồi long thần hộ pháp gia hộ,
Long Thần hộ pháp gia hộ. Nó giờ nào cần mưa, giờ nào không mưa, Long Thần. Vì lại trong danh hiệu Quan Âm đi, phải rõ ràng có Long Thần hộ trì không? Chứ người tu không? Có mà. Nên từ nơi đó, mỗi một con người chúng ta chỉ cần chân thật thì có cảm ứng liền. Cái cảm ứng là quý vị cảm thấy tự tại bình yên, mà quán thân trái chủ buông quý vị ra. Họ cũng phải lo tu, họ quá giải cái tâm, nên quý vị được ngồi nghe pháp bình yên và an lạc. Vì họ đang nghe Bổ Nguyện Di Đà, đang nghe Bổ Nguyện Di Đà. Nhớ đó, rồi củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ người thân của mình chưa siêu, đi theo nữa, ngồi tá lạ âm binh. Đơn giản hả? Nên một cái pháp tu mà chư Phật đều xưng tán thì chỉ pháp nào? Pháp tịnh độ. Tịnh độ này nè mới là mười phương chư Phật xưng tán. Và khi nghe như vậy một cái vị nghĩ, rồi Phật Quang ở nơi nào giảng tịnh độ là nơi đó Phật Quang phổ chiếu liền. Nhưng phải giảng làm sao cho người ta tu được, giảng nghe được tu được. Chứ nếu như gáp văn tự mà không đưa phương pháp tu, mình không thực hành, khó lắm. Đây chưa thể nào mà cảm ứng đạo giao được, khó cảm ứng với bổ nguyện lắm. Nên phải đưa ra cái pháp tu mà quý vị thấy rõ ràng. Cái pháp tu của mình đưa ra, quý vị tu ở nhà được đúng không? Được mà. Đó, cứ vậy mà áp dụng đi. Tu từ từ rồi nó thay đổi cuộc đời quý vị luôn, thay đổi số mệnh. Buồn mất tiêu, vui phát triển. Nghèo mất tiêu, giàu xuất hiện. À, cái nghèo mất tiêu là cái nghèo của cái tâm. Cái tâm nghèo, cái tâm keo kiệt là tâm nghèo với tâm gì? Cái tâm bỏng sẻn là tâm nghèo với tâm gì? Cái tâm rên rỉ đi đâu cũng rên sợ nó mượn tiền là tâm nghèo với tâm gì? Nhưng mà cái công đức niệm Phật này nó xóa tan cái tâm nghèo đó đó. Mà tâm nghèo đã tan biến thì cảnh nghèo xuất hiện chứ. Cảnh giàu xuất hiện với lâu đó. Hiểu không? Cái tâm nghèo tan biến thì cảnh giàu xuất hiện. Nói lộn nữa, cảnh nghèo đã tan biến nghèo rồi mà nghèo xuất hiện nữa. Tê tạm gì? Hiểu không? Đó, quý vị thấy mình về chùa này, quý vị thấy chùa đông đúc gì, nhưng mà từ cái ăn cái uống đâu có gì đâu để cho bị đói đâu, đâu có thiếu đâu, đúng không? Đầy đủ hết trơn đó, hay không? Bây giờ thí dụ như 2.000 người về chùa mình thì cũng ở, cũng ăn, cũng sống bình thường. Nhưng mà mười mấy ngàn người ở trong đây cũng ăn, cũng sống bình thường, ngộ ghê không? Cái đạo tràng tịnh độ mà khuyên người ta niệm Phật, khuyên người ta tu, thì dù là đang ở cõi ta bà nhưng nó cũng có được cái giống cực lạc nở ra. Hay không? Quá hay. Đó, nên mỗi một con người mình nghe gì rồi quý vị mới thấy mình sung sướng, mình mừng. Khi mà sáng mở mắt ra cái là niệm Phật, có nụ cười, có niềm vui. Quý vị nhớ, quý vị ở nhà, quý vị bị lên chánh điện, bị thắp nhang hay là quý vị lễ Phật, là quý vị biết mười phương chư Phật cũng cùng với quý vị tu đó. Nghĩ cỡ nào chưa? Nói câu vậy là khích lệ lớn quá. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, Nhân Đức là người hướng dẫn quý vị niệm Phật, thì Nhân Đức tu chung với quý vị. Nếu như Nhân Đức là Phật thì Nhân Đức cũng đang tu chung với quý vị, đúng không? Thì nói cái câu mà là mười phương chư Phật tu chung với mình, việc này đâu có sai. Thì tu chung, không lẽ Phật đi nói rằng ta là Phật rồi ta không có tu, vậy sao dẫn chúng sanh? Phật phải tu chứ. Dù Phật đã thành Phật nhưng Phật phải tu chung với chúng sanh để dẫn dắt chúng sanh tu. Nên nói là mười phương chư Phật đang tu với quý vị để động viên quý vị là đúng rồi, đúng không? Tại sao quý vị ở nhà quý vị tu được một mình?
Vì phải có Phật hộ trì thì mới tu được mình, đúng không? Nếu như không có Phật hộ trì, quý vị tu được với quan gia không? Quý vị nói quan gia ở đâu thầy? Quan gia nó đang lợn cợn trước mặt á, nó đang lạng sau lưng á, nó gõ thao gõ nồi á, không, nó đóng cửa rầm rầm, nó bắt phim bắt đá banh ầm ầm đó, đó là quan gia xác thực rồi, còn cái gì kiếm ở đâu xa, đúng không? Rồi quý vị đang lễ vật đang tu vậy đó mà quan gia lại gịch áo gịch quần đó, có không? Con cháu đòi ăn đòi uống, đúng không? Rồi mình đang lễ vật thì khóc la, hoặc là gì, tranh thủ đi bán quán dọn hàng, đúng không? Đó, nên từ nơi đó nhiều cái áp lực ở gia đình mà quý vị tu được là vì sao? Vì Phật phóng quang gia hộ cho quý vị. Mà kiên trì như vậy lâu dài, kiên trì như vậy lâu dài thì nó chuyển quang gia đó luôn. Tự nhiên quang gia đó suy nghĩ gì nè, người ta niệm Phật lễ Phật, mình cứ làm phiền người ta hoài, mình kỳ cục ghê. Đó là Phật phóng quang, họ chạm được quang minh. Từ ngay quý vị niệm Phật mà quang minh phụ chiếu bao trùm, soi gọi tìm người niệm Phật. Nên quang gia tuy chưa niệm Phật nhưng được hưởng ké, đúng không? Giống như ánh đèn vậy đó, bật ở trong đây nhưng mà nó sáng cũng lan tỏ ra ngoài kia. Cũng như cầm quạt quạt vậy đó, mình quạt mình những người kế bên cũng được ké mát một chút. Đó, nguyên lý là như vậy đó. Nên khi quang minh phổ chiếu thì người trong nhà mình, người nhà kế bên cũng được hiện hưởng, hưởng ké một chút. Hưởng ké, đúng không? Hưởng ké là ngay chỗ này nè. Nên họ mới chăm chích quý vị đừng niệm Phật. Tại vì sao? Vì họ nghe được câu Phật hiệu họ mới đi chăm chích đó. Đó là đang khơ dậy. Họ nghe được rồi nên trong tâm nghiệp của họ mới khởi ra, là mày ngăn chặn nó đi. Ngăn chặn nó là quan gia đang ngăn chặn cái người nghe đó đó. Quan gia đang ngăn chặn cái người nghe đó đó, là để cho họ đừng thích niệm Phật, rồi mới đi ngăn chặn cái người kế bên. Là nhờ họ nghe được câu Phật hiệu rồi. Mà câu Phật hiệu giống như là cục phèn vậy đó. Khi mà cái lu nước đục á, mình lóng thì cặn bã nó lóng xuống dưới. Nhưng khi mà mình đưa tay vào mình quậy á, thì cặn bã nó nổi lên. Nên mình ở cõi này á, nhớ nè, mình ở cõi này là tuy mình lắng được nhưng nó vẫn còn cặn, nó chưa có tiêu cặn đâu. Nên câu Phật hiệu để vào thì giống như lấy tay để vào mà quậy lên. Mà quậy lên thì cặn bã nó nổi lên. Mà nó nổi lên là để nó tràn ra mắt hết. Hiểu chưa? Nó ra hết á. Nên có nhiều người nói rằng á, tại sao bây giờ tôi niệm Phật nhiều tôi lại vọng tưởng nhiều? Vì niệm Phật nhiều nên đầu óc nó sáng, nó thông minh, thì mới biết được đó là vọng tưởng nên thấy nó nhiều. Hiểu không? Rõ ràng mà. Chứ ngày xưa chưa niệm Phật, vọng tưởng nó kín mít chứ, đến mức mà mình mù quáng luôn. Vọng tưởng với mình là bạn rồi, nên từ nơi đó mình đâu có nói vọng tưởng. Vì nói với mình là bạn nằm chung ngủ chung. Còn bây giờ là mình nằm chung ngủ chung với Phật. Nên từ nơi đó mà mình mới thấy ra mấy cái thằng vọng tưởng. Hiểu chưa? Đó. Giống như năm xưa mình chưa có chồng, mình đi chơi với bao nhiêu thằng con trai thì mình thấy chung chung không à. Nhưng khi mình có chồng, mình sống với chồng thì mình mới thấy mấy thằng kia không phải chồng mình. Đúng không? Rất là rõ ràng. Nên từ khi mình niệm Phật thì mình thấy vọng tưởng, là nhờ bổ nguyện gia trì giúp cho mình sáng, cho mình hiểu, rồi mình mới thấy ra vọng tưởng. Nhưng có người ta lại không hiểu nguyên lý này, người ta lại ôm chấp vọng tưởng mà kéo ngược lại.
Họ nói trời ơi đâu mà kéo ngược lại, tôi xóa tan chứ kéo ngược. Cái tâm xóa tan là cái tâm kéo lại đó. Vì mình đang chấp gì danh hiệu thì lo chấp gì đi, vọng tưởng bao nhiêu nó ra thì cho nó chạy đi. Vậy mà cứ dùng câu vật hiệu để ghích nó và đè nó, trong khi không lo niệm ông Phật của mình mà đi lo dùng ông Phật của mình để đi đè nó. Nó nói đúng ra tao đi rồi mà cứ đè tao hoài, tao ghét tao ở đây cho mày đè, đúng không? Tao cứ ở đây hoài cho mày đè. Chứ đúng ra là mày đạt công phu rồi đó, là mày lo niệm Phật không là mày đạt công phu. Nhưng mà mày cứ lo đè tao, mày đè tao làm chi à? Để tao đi. Mình thì mình nói vọng tưởng kìa, Phật đè đi, Phật quýnh nó. Thì tự cái tâm của mình niệm Phật mà ông Phật của tâm mình lại là ông Phật đấu đá, trong khi ông Phật á là quan hỷ, khoan dung tha thứ, mà mình lại niệm ra ông Phật của tâm mình là ông Phật của mình là ông Phật chưa thành Phật, đi quýnh lộn. Có không? Có nhiều người niệm ông Phật của tâm mình đi quýnh lộn không? Đó là gì? Vọng tưởng nhiều quá, dùng ý niệm vừa khởi lên, sáng nay ăn cái gì? Ồ ý niệm kìa, trong tâm thức ý niệm kìa, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nghe câu hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cái nổi lên ăn cơm cái gì, cái mình A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đè một cái mình đè xong rồi đó. Xong nó khởi lên, sáng nay mình bận đồ gì đi làm, cái lúc đó niệm Phật A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đè đè. Rồi xong hai, xong nó khởi lên, sáng nay đưa con đi học A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đè. Cả cái thờ niệm Phật toàn là dùng ý căn để làm mình khổ, trong khi tiền chồng con đi học kệ nó, mình cứ lo niệm Phật đi. Học giảng chỗ này quá dễ hiểu, quá dễ hiểu luôn. Nhiều cái bệnh niệm Phật này lắm. Rồi người niệm Phật lâu cứ cho mình là người niệm Phật có tiêu chuẩn, không có cho vọng tưởng khởi lên, rồi cứ lo đè vọng tưởng mà không chịu lo niệm Phật. Nếu như mà người hiểu nguyên lý này, dù mới tu đi chăng nữa cũng có công phu nữa. Vì lo niệm Phật thôi. Giống như cái người dệt vải thì lo dệt vải đi, cái người trồng lúa thì lo trồng lúa đi. Quý vị đã dệt vải mà quý vị không lo dệt, chạy qua đòi trồng lúa, phải tầm bậy không? Hiểu không? Nên niệm Phật mà hướng linh nhập, hướng niệm Phật mà căng thẳng thần kinh, niệm Phật mà bát trợn. Những đức đã thấy rất nhiều người niệm Phật mà người ta cho rằng là tinh tấn, mà họ bị cái gì vậy biết không? Tự nhiên đang niệm Phật siêng năng cả đêm, tự nhiên mở cửa nhà ra, rồi cái đi. Mà đi thì sao? Xe chánh họ, họ không chánh xe. Ghê vậy đó. Đây là chính mắt thấy 100% luôn, không phải cần nghe ai chứ. Xe chánh họ, họ không chánh xe. Trong khi họ được, họ là được khen là một người dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Nhưng mà cuối cùng niệm Phật buổi trưa, buổi mưa hay là buổi tối, tự nhiên mở cửa ra rồi đi, đi hoài vậy đó. Chó sủa, gà gái gì không cần biết cứ đi. Mà mắc gì nè, đi hoài luôn, đi hoài luôn, đi đến mặt mặt mày sạm đen hết luôn, đi hoài luôn, đi tìm kiếm đem gì. Người ngơ ngác không biết gì. Vị coi kinh chưa? Là vì ý căng á, dùng ý căng quá nên nó căng thần kinh. Nó mà thần kinh khi nó căng rồi là loạn tưởng. Thì biết tất cả những người điên đa phần là người căng thẳng thần kinh không đó. Căng thẳng thần kinh không đó. Thì bị coi người ta vì công việc áp lực quá, căng thẳng kinh căng thẳng. Mà nắng nóng quá điên. Chứ sao? Đúng không? Đâu phải niệm Phật là như vậy. Chúng ta niệm Phật á, là niệm làm sao cho tâm mình nó an lạc.
chưa? Không phải đơn giản đâu nghe. Thấy chưa? Không đơn giản. Thấy chưa? Đang trong cái lúc mùi mặn. Cái lúc mà gọi là lãnh cúp vàng mà. Thấy chưa? Luôn là lãnh cúp vàng mà giọt á, thấy chưa? Quý vị biết niệm làm sao cho mình thấy mình thoải mái nhất là niệm Phật. Niệm Phật là để thoải mái nhất. Hiểu không? Như câu nãy như Đức nói quan trọng ghê không? Dệt vải là niệm Phật. Cứ lo niệm Phật đi. Còn người trồng lúa kể người ta. Trồng sao trồng cái chuyện của người ta. Mình đang niệm Phật là mình cứ lo niệm Phật đi. Nó khởi lên cái gì mặc kệ nó. Mà mình lại đặt vấn đề. Không được khởi. Sao không khởi được? Sao không khởi? Như Đức hỏi quý vị nè. Khi quý vị đua xe, quý vị chạy nhanh có người đua theo không? Người ta đua theo. Vì có người đua theo mới gọi là đua xe. Phải không? Chứ không ai chạy theo mình. Vì sao gọi là đua xe? Mà gọi là kẻ cô đơn chạy xe. Chứ không phải là đua xe. Mình đang niệm Phật, mình muốn về cực lạc là mình cũng đang đua với nghiệp lực. Đang đua với vọng tưởng. Đang đua với tất cả quan gia trái chủ. Thì mình lo niệm Phật để mình tiến thẳng đi. Mặc kệ người ta. Vậy đó mà mình không chịu tiến. Mà mình đi ri ra với người ta không. Nên cuối cùng mình ở lại lớp. Người ta qua mặt mình. Thấy không? Hay chưa? Cái lực lượng của người ta nó quá đông rồi. Người ta chỉ cần cho ra vài thằng đàn em thôi, quấy phá thôi. Mình đã bị bám víu lại rồi. Người ta qua mặt mình rồi. Cuối cùng mình ở lại lớp. Phải chi mình hiểu được nguyên lý này. Mình lo niệm ông Phật của mình đi. Còn nó bám mình tao bắt cằn mày luôn. Nó nắm tay mình duỗi thẳng. Để tuột ra. Mình cứ lo chạy. Chạy niệm Phật chạy. Cứ chạy về mục tiêu. Vậy thì quý vị chắc chắn đời này giảng sanh là 100%. Đúng chưa? Đó. Nên mong nhiều người niệm Phật á, nhiều người niệm Phật nhớ, đừng có nên đè phục vọng tưởng gì hết. Cứ lo niệm Phật. Cứ lo niệm Phật đi. Giống như lo việc nhà mình đi. Mỗi một người ngồi ở đây là mỗi một căn nhà của mình đó. Nghĩ kỹ nghe. Mỗi một người đang nghe qua bài giảng này là mỗi người mình đang ở đâu là căn nhà của mình đó. Mà đã là căn nhà của mình và cả vợ chồng đi chăng nữa, mỗi người cũng có một cái nhà này. Tại vì thân tâm quý vị là của quý vị. Đâu có ai chen vào được cái chuyện của quý vị. Chỉ có cuộc sống cơm áo gạo tiền thì chia sẻ giúp đỡ. Chứ cái chuyện về thân tâm tu là cá nhân mỗi người riêng lẻ. Hiểu không? Nên những Đức nói mỗi người chúng ta là mỗi một căn nhà. Đã là mỗi người là một căn nhà thì sao mình không lo quét nhà mình đi? Mà mình đi nhìn nhà người ta làm chi ạ? Hiểu chưa? Đi nhìn nhà người ta làm chi? Có khi người ta nghe Pháp, người ta hưng khởi tâm, người ta an lạc quá, cũng thấy ghét. Có không? Sao làm gì mà thấy ghét ghê? Làm gì mà thầy giảng làm... Mình lo nhà mình đi. Người ta làm sao kệ người ta. Miễn công an không bắt người ta thôi. Hiểu quý vị? Cái việc ở cõi đời này có pháp luật trừng trị. Cái gì mà pháp luật chưa ra tay thì đó là chưa đến nỗi. Hiểu không? Còn bước vào pháp hội vui là điều tốt. Nó đâu có dính vào pháp luật. Chúng ta là những công dân được pháp luật người ta hộ trì. Không? Mình là người tu đi chăng nữa thì cũng là nhà nước người ta quản lý. Mình chỉ cần làm đúng, mình vui vẻ, không có làm tầm bậy thì ai mà bắt mình?
Như vậy thì mỗi một người là một căn nhà, hãy lo quét nhà mình đi. Hãy lo quét nhà mình đi. Vì cõi này rất dễ xâm phạm nhà người khác. Rất dễ xâm phạm nhà người khác. Lãnh thổ, vị trí, đất đai. Mỗi một người chúng ta có cơ hội cắt nhà ở đâu thì dọn nhà ở đó. Được cơ hội thuê mặt bằng ở đâu thì buôn bán ở đó. Hiểu không? Tùy quý vị thôi, chứ không có ai mà cắt đất phân lô dành riêng cho quý vị đâu. Mỗi một người chúng ta làm sao cho nó coi được thì tự nhiên cái lô nào của mình nó là của mình. Rồi tự mà dọn dẹp cho sạch. Đừng có nên ngồi ở đâu để rồi cứ đi chăm nhà người khác mà để cho nhà mình rác tùm lum. Thấy không? Nhớ, giống như nhà của mình vậy đó, mà không lo đóng cửa đàng hoàng thì gà vịt nó cũng chui vào, nó ỉa tùm lum trong nhà. Đúng chưa? Đi làm thì phải đóng cửa nhà lại, quét dọn xong đóng cửa sổ đàng hoàng để bụi bặm đừng theo khe cửa mà bay vào. Đúng không? Một ý niệm ngồi ở trong đây thôi là bụi bặm bay vào rồi đó. Nếu như mà không lo dọn nhà mình thì khe cửa đó nó hở ra, bụi bay vào đó. Đừng có bao giờ nói một chút bụi ăn thua gì thầy. Một ngày mà nhiều bụi bay vào cũng làm cho nhà vô cùng nhiều bụi. Thấy không? Nên tất cả chúng ta nhớ câu này, mỗi người chúng ta là một căn nhà, hãy lo dọn nhà mình cho sạch đẹp đi. Hãy lo dọn nhà mình cho sạch đẹp đi. Căn nhà mình sạch đẹp rồi, nhất định Phật A Di Đà sẽ ghé đến nhà ta. Hiểu quý vị? Phật A Di Đà sẽ ghé đến nhà mình. Tại vì cuối đời mình mà niệm được danh hiệu Phật là nhà mình quá sạch đẹp rồi. Tất cả những cái thứ vọng tưởng kia đều lạc lẽo hết rồi. Nên bổ nguyện mới phát triển mạnh mà mình niệm được Di Đà. Đó là mỗi ngày khéo dọn nhà đó. Chứ đừng có nên đi chăm bón nhà người khác, trong khi nhà mình còn nhiều thứ lắm. Từ giường chiếu gì chưa giặt giũ, nhiều loại trong nhà mình nhiều lắm nghe. Hãy xem lại căn nhà tâm của mình đi. Xem lại căn nhà tâm của mình thì mình biết là mình là muốn sanh cực lạc hay không liền. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta xong rồi đã chuẩn bị, mình xuống ăn cơm đi vòng vòng cho thoải mái chút, mới xuống ăn cơm. Giờ này còn 15 phút nữa mới 6 giờ. Chúc quý vị buổi sáng ăn cơm ngon miệng nha. Hay giờ đầu còn